Trước phản ánh của các nhà chùa trên địa bàn huyện Kim Động về việc kẻ gian đã đột nhập khuôn viên nhà chùa để trộm cắp cây cảnh, công an huyện Kim Động đã ngay lập tức vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp. Công an huyện Kim Động đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định thủ phạm của vụ án là Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1974, trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Tại cơ quan công an, Vĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp lại ba cây tùng la hán đã trộm cắp Trước đó, công an huyện Kim Động cũng đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp ba cây mộc tại chùa Động Xá thuộc thôn Động Xá thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động, kịp thời bắt giữ các đối tượng Lê Quý Nhân sinh năm 1990 và Hoàng Văn Nam sinh năm 1979 đều trú tại thôn Tiền Thắng xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động đã bàn giao lại các cây bị trộm cắp cho nhà chùa và đang tiếp tục điều tra làm rõ.